Chào mừng gia đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Rồi hôm nay vừa về một cái mã máy mài khuôn mới của Total nè anh em. Cái dòng này nó giống của Inco nha, nhưng mà nó mắc hơn 20.000, 460.000 ha. Thì cái mẫu y chang của Inco luôn. Cái mẫu này thì nó trong đây nó gồm 110 chi tiết nè. Cái dòng cái công suất là 130W, tốc độ quay của này là 10.000 đến 35.000 nha, có chỉnh tốc và khả năng kẹp tối đa luôn là 3.2, dùng điện 224. Rồi ha. Ok. Rất là đẹp luôn, 460.000 anh em ơi. À, những cái này lúc trước anh em mua hãng của Inco thì nó có 440 thôi, nhưng Total nó sẽ mắc hơn nha. Và nhiều anh em thích Total. À, như vậy thì lúc này Total nó đã có về rồi nha. Hàng mới tinh luôn nha. Thì anh em có nhu cầu mua, thùng đẹp lắm rồi nha. Đây nè, thùng đẹp ghê không. Đây, trên đây nó sẽ có sợi dây nha. Ok, rồi. Rồi cái máy đó y chang của hãng Inco luôn, công tắc nằm ở trên đây, chỉnh tốc nằm ở đây, to đùng ha. Đó, rất là đẹp. Rồi trong đây có nhiều phụ kiện nè, đó, rất là nhiều luôn nè. Đó, rất là nhiều đi ha. Rồi nhám, rồi đá mài hay gì nè. Đó, một hộp này cũng khá là nhiều đó, 110 chi tiết ha. Thì cái này thì giá là 460.000 nha, 460.000. Bây giờ mình sẽ đi cắm điện cho anh em nghe cái tiếng máy nha. Bây giờ đó. Đẹp ha, đẹp giá mang luôn anh em ơi. Có đồ keo di keo nè nha, mẫu đẹp. Nhưng mà mình nhìn nó không có nổi bằng Inco. Inco nó vàng đen nhìn nó nổi ha. Còn con này thì căn bản là như vậy thôi. Cái núm này núm khóa nha, núm khóa cốt nè, để chúng ta sẽ xây cốt ra nè. On off nằm ở đây nha. Đó. Khóa cốt vào lại. Cái núm này khi anh em xài cái dây này thì gỡ cái núm này ra, nhét cái dây vô lóc lại xong rồi chúng ta mới siết này vô, cái này bỏ ra ngoài nha. Khi chúng ta xài có cái dòng này dán cái tem kích hoạt bảo hành đó, anh em, nó bị cái nhựa này nó không có dính nha, cái nhựa này nó không có dính đó, mấy nhựa của hãng này nó dán cái tem kích hoạt bảo hành vậy đó. 460.000 nha. Bây giờ mình sẽ cắm điện cho anh em nghe coi tiếng máy. Ok. Bây giờ đang ở kho rồi ha, kệ đi. Đấy. Rồi, đây anh em. Đó. Êm ha, mình ru luôn nè. Thằng đốc lên. Dạng số. Nha, on off nằm ở đây. Tay cầm mà, on off tay cầm này dễ lắm anh em ha. Đó. Cảm neo nóc nó dễ lắm. On. Xây lên ha. Đối với cái phiên bản mới này anh em là biết không, nó đã cải tiến được vấn đề mà cái tiếng ồn á, cái phiên bản cũ nó chạy nó ồn lắm. Phiên bản mới này nó chạy nó im hơn. Rồi ok nha, 460k một cái máy này. Dòng này thì có cho một cặp chỗ than dự phòng nằm chỗ đây anh em á. Đây nè, chỗ than dự phòng nè, đây nè, đó, chỗ than dự phòng đi ha. Đó, đầy đủ thì mới về luôn anh em nha, mới về luôn, ngon lành ha. Máy hẳn tô tộ anh cậu nó giống nhau hết. Anh em nào thích màu xanh lấy màu xanh nha, thích màu vàng lấy màu vàng. À, Inco thì nó cũng gần hết hàng rồi, thì cũng nên qua lấy Total. Hai cái hãng nó bổ trợ cho anh em ha. Nhiều lúc cái hàng Inco nó hết á thì ta lấy qua lấy Total. Hết Total thì ta lấy qua hãng Inco ha, tùy theo cái mã. Rồi nha, cửa hàng mình vừa về. Đó, mấy thùng á để phục vụ anh em ha. Mấy máy này bán chạy lắm. Như vậy thì anh em nếu nhu cầu mua thì liên hệ nha. Có sẵn rồi đó. Đây là cái mã mới ha, mã mới của hãng Total thôi, chứ Inco nó đã ra rồi. À. Rồi, giờ ngược rồi. Rồi, ok.
anh em có nhu cầu mua thì liên hệ, giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship 460.000 nha, tò nó mắc hơn xíu. Rồi, cảm ơn em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.